Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng là TA33 các bạn. Cái TA33 này là thế hệ đời trung nha các bạn. Rất là khỏe và rất là bền luôn. Nó sở hữu một cái nòng là 37 ly và dung tích xi lanh nó là 33cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn, đánh cước rất là ngon ha. Còn về cắt dao thì nó vô kỵ, không có kỵ dao nào hết, dao nào cắt cũng khỏe re hết, đánh cước thì rất là ngon, rất là khỏe. 37 ly nha các bạn, 37 ly 33cc. Nó cái chụp giật nó siêu bền nha các bạn, chụp giật siêu bền. Nó được cấu trúc cái chụp giật rất là bền bỉ luôn ha, xài khó mà hư cái chụp giật này nổi ha. Kế đến là nó mình đã lên cái máy này là chế hòa khí quanh rồ hai kim ha các bạn. Ngày xưa hồi lúc trước là nó là chế hòa khí bê tông ga ha, nó cái độ ổn định nó không có cao không và nó hơi ăn xăng ha. Bây giờ mình là đã lên cái chế hòa khí quanh rồ hai kim đây các bạn xem ha. Chế hòa khí quanh rồ hai kim của Nhật luôn. Để cho các bạn xài nó vừa ít tốn kém xăng ha. Mà nó lại vừa có độ ổn định cao. Và vừa dễ sửa chữa nữa các bạn. Dễ thay thế, dễ sửa chữa nữa. Tại vì hiện giờ là cái chế hòa khí quanh rồ hai kim là phổ thông nhất nha các bạn, dễ sửa chữa nhất và độ ổn định cao nhất. Nó dòng máy này nắp xăng này nó nắp xăng có lỗ thông hơi nha các bạn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt đây các bạn. Xăng cộng với nhớt ha. Các bạn xem, ha. Xăng cộng với nhớt. Tỷ lệ khoảng 50cc nhớt nè trên 1 lít xăng nha các bạn. Tỷ lệ 50cc nhớt trên 1 lít xăng. Với tỷ lệ này là tỷ lệ thấp nhất đó các bạn. Các bạn nếu các bạn thường xuyên chạy máy lớn đánh cước các bạn pha thêm ha, tỷ lệ nó tăng lên, nhớt tăng lên tí ha. Cỡ khoảng 60. Có bạn xài 70 nữa các bạn, xài máy rất là tốt ha. Tại hoài không có bị hư nồng. Từ 50 cho tới 70cc ha các bạn. Cũng tùy theo các bạn chỉnh xăng này ha. Các bạn chỉnh càng nhiều xăng thì nó không có cần phải nhiều nhớt. Nhưng mà các bạn chỉnh ép xăng là nó cần phải pha thêm nhiều nhớt nha các bạn. Các bạn, nó nguyên lý như thế này ha. Nó càng ít xăng thì nó mang theo càng ít nhớt. Thì các bạn tăng độ nhớt ở trong hỗn hợp lên. Còn nếu các bạn xả xăng này ra cho nó chạy ăn xăng tí thì cái hỗn hợp xăng này mình cũng không cần tăng lên hung ha. Cho nên cái chế hòa khí hai kim này nè, các bạn muốn hãm xăng nó rất là dễ. Và các bạn muốn cho xăng nhiều rất là dễ, các bạn chỉ chỉnh cây này một chút xíu thôi là nó nhiều xăng ha. Mình xiết cây này vô chút là nó ít xăng. Mà mình nói một nguyên tắc rất là đơn giản là nó càng ít xăng thì nó càng ít nhớt. Cho nên là khi đó là mình phải tăng tỷ lệ nhớt lên ha. Còn nếu mà mình cho nó ăn xăng tí thì mình không cần phải tăng tỷ lệ nhớt lên. Nó nguyên lý là nó vậy các bạn. Mình xài ở đây nhiều năm rồi ha. Mình xài rất là nhiều dòng máy và rất là nhiều năm rồi. Mình am hiểu cái máy cắt cỏ này nó rất là tường tận luôn các bạn. Tin mình ha. Các bạn pha tỷ lệ nhớt như mình đó thì xài máy xài hoài không có hư. Các bạn thấy máy TA33 đẹp xuất sắc luôn. Đấy, dòng máy đời chung nha các bạn. Độ bền nó là không có tính thời gian các bạn. Đây, công tắc nó này ha. Tùm to ha. Tùm to bố lớn. Bố nó là bố đại nha các bạn. Bố đại. Lớn nhất trong các tất cả các loại bố ha. Đệm hồng nữa nè, rất là đã ha. Cùm nữa nè, tay nắm này là loại tay nắm
chống ra mồ hôi các bạn. À, nó rất là nhám và nó có cái những cái khe này, nó chứa mồ hôi, nó không gây trơn tuột ha. Xài rất là sướng luôn. Tay ga này nhẹ tưng luôn các bạn. Nhẹ, rất là nhẹ. Nếu các bạn nào mà thích ga tay ga bóp thì mình lên tay ga bóp cho các bạn dùng ha. Đây. Rất là đẹp. Chẳng cỏ nó đây. Cỏ rất là đẳng cấp luôn ha. Rất là đẹp. Cùi. Cùi thì nói gì, cùi thì mình phải chọn lựa những cái cùi rất là đỉnh đạt luôn. Cùi rất là ngon ha, chổng dính cỏ khích cháy luôn. Cái chống dính cỏ là nó rất là quan trọng các bạn, nhưng mà không có cái chống dính cỏ thì nó mình thường xuyên mình tắt để mình gỡ cỏ ha, còn nó có chống dính cỏ tốt rồi mình cắt hoài nó không bị mắc, nó không bị dướng, nó không bị kẹt dao ha, không bị kẹt dao kẹt lự. Và ở đây nó có chống mài mòn luôn các bạn, đã ha. Rồi, tổng thể cái máy mình vậy ha, để mình nổ thử cho con xem. Dòng những cái dòng máy của Kawasaki nè, dòng TA, TD, TG ha, là hơi nó dữ dằn luôn. Hơi dữ lắm, tại vì nó không có xả áp nha các bạn. Mình giật hơi nặng, nhưng mà đổi lại là lực, cái sức nó dữ lắm, nó cài dữ trời lắm. Ngày xưa người ta không có tính về cái chuyện xả áp ha, để cho nhẹ giật, nhưng nó đổi lại là nó rất là khỏe, vì cái tỷ số nén nó rất là cao, do đó cái máy rất là khỏe nha các bạn. Rồi để mình kéo hơi cho các bạn nghe nha, kéo không nổi luôn, mà nó muốn nổ rồi đó, kéo hơi là nó nổ không nổi luôn ha. Để mình sửa máy lại tí rồi mình chạy cho các bạn xem. Bạn thấy được chưa? Tắt nha các bạn. Tắt ha. Nổ lại nha. Nữa các bạn, để bảo vệ cái bình xăng nha, tắt nha các bạn, nổ lại nha, một vòng tua một là nổ các bạn, vòng tua thôi, rồi mình chỉ có một vòng tua đó, mà giật hơi nặng nha các bạn, chứ không phải nó nhẹ giật, nhưng cái các vòng xả áp nha nó hơi nặng giật một tí. Hơi nặng giật một tí nha các bạn, chứ không phải như mấy dòng xả áp mà nó hơi nó dữ dằn lắm. Mình ngồi mình giật thôi, các bạn thấy nhìn các bạn sử dụng, các bạn đứng giật á thì không có thành vấn đề gì, còn mình ngồi các bạn, rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha, đậy như sấm sét luôn. Tai nghe các bạn đeo vô các bạn cảm nhận cái tiếng nổ của nó êm tới mức độ nào nha. Rồi mình tắt
Rồi, cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Kawasaki TA33 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.